Kênh Đất Bà Rịa ông Tài Giải Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là quốc lộ 55 của xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hướng này là anh chị đi về Lấn Dài, Phước Bửu và Tô Sư Mộc quý anh chị ạ. Còn hướng này là anh chị đi về trung tâm thị trấn Đất Đỏ. Đó, khoảng độ tầm 1 km cho quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm là đây. Đi thẳng vào đường này một căn nhà quý anh chị ha. Đó, một căn nhà nha quý anh chị, rất chi là đẹp luôn. Giá chỉ có 1 tỷ mốt nha quý anh chị. Đó. À, bên tay trái của mình là quân đội, doanh trại quân đội quý anh chị ha. Thì từ quốc lộ 55 chính này đi vào khoảng độ tầm hơn 100m là tới cái đi khoảng độ tầm 200m quý anh chị ha, chứ không phải 100m nha, khoảng độ tầm 200m là tới đường tránh quốc lộ 55 quý anh chị ha. Thì cái đường tránh quốc lộ 55 này cũng đi về thành phố Bà Rịa luôn nha quý anh chị. À, biệt thự nè, à, dân cư nè, đây ha, vào 200m là tới đường tránh quốc lộ 55 đây quý anh chị ha. Đó, hướng này là về thành phố Bà Rịa, còn hướng này là ra quốc lộ 55 lại nha quý anh chị, về Lấn Dài quý anh chị ha. Còn từ cái vị trí cái đường này đi vào khoảng độ tầm 100m thôi là tới căn nhà của mình rồi nha quý anh chị. Đó, chưa đến 100m quý anh chị ha. Đây, căn nhà của mình là bên tay phải đây nha quý anh chị. Đó, đối diện là cánh đồng mát mẻ, cực kỳ mát mẻ luôn. Đó, đây. Đó, ngang là 11 nhưng mà thực tế là hơn 11m quý anh chị ha. Sâu vô là trong sổ mình là 11 nhưng mà thực tế là thực tế đất mình rộng là 14m nha quý anh chị. À, đây là anh chủ quý anh chị ha. À, đất mình đã rào xung quanh kiên cố hết rồi. À, phía sau đi ra nè, trồng cây ăn trái cực kỳ, trồng cây quả rồi trồng hoa cực kỳ mát mẻ quý anh chị ha. Thì phía trước anh cũng làm cái sân nè. À, anh đã làm mấy tôn tre, mấy hiên hết rồi nha quý anh chị ha. Đất mình là hướng Tây nha quý anh chị. Hướng Tây ha. Nhà mình là hướng Tây quý anh chị ha. Thì vào nhà mình thì bên này là phòng khách nè. Đó, để ghế sofa là các thứ nha quý anh chị. Còn bên này là hai phòng ngủ. Đó, phòng ngủ đây. Đó, thì mình có hai phòng ngủ quý anh chị ha. Đó, này là full hết thổ cư rồi nha quý anh chị. Đó, toilet, bếp. Bên này bếp nè. Đó, toilet, bếp đầy đủ hết quý anh chị ha. Đó, đây là toilet đây. Đó, toilet, bếp, labo là các thứ đầy đủ hết nha quý anh chị. Đó. Thì hiện tại là ảnh cần tiền bán với giá là 1 tỷ mốt nha quý anh chị. Đó, giá này là em báo giá chốt quý anh chị ha. Thì anh chị quan tâm thì liên hệ cho em. Em nói lại là thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cách trung tâm thị trấn Đất Đỏ chỉ có tầm 1 km thôi nha quý anh chị. Đó. Cách khu công nghiệp Đất Đỏ là cũng khoảng độ tầm 1 km quý anh chị ha. Đường này là đường thông hết nha quý anh chị, đường thông ra khu công nghiệp Đất Đỏ luôn. Đó, đây là cái sổ của mình nè, thì tổng diện tích là 110m². Đó, đất ở tại ông thôn hết luôn nha quý anh chị, nhưng mà thực tế là mình khoảng độ tầm 130m quý anh chị ha. Đó, đây là phủ hồng hết nha quý anh chị ha. Đó, thì đây là cái vị trí cái nhà của mình đây nha quý anh chị. Thì từ đây anh chị đi ra biển Phước Hải đi khoảng độ tầm 15 km ha. Đó. Đi ra khoảng độ tầm 15 phút là đến biển Phước Hải và biển Lộc An nha quý anh chị. Đó. Sát khu công nghiệp quý anh chị thấy không? Sát đường quốc lộ 55 luôn nha. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Nhớ like và đăng ký kênh nha quý anh chị. Hẹn anh chị video sớm nhất nha. Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha.